Người đàn ông này vừa mất đi đứa con trai duy nhất của mình, anh tuyệt vọng uống một ngụm hết nửa chai bia. Sau khi đưa nó cho bạn thì lại đi thẳng về phía vách đá cao 30 mét trước mặt. Tuy nhiên, anh không hề ngần ngại mà nhảy thẳng xuống đó. Người này chính là lính đánh thuê mạnh nhất, nhảy khỏi vách đá và nín thở là việc phải làm hàng ngày của anh ấy. Chẳng bao lâu sau, Tyler đã lái chiếc Toyota bán tải Hilux thế hệ thứ 6 về nhà và thấy sếp Nick đã chờ đợi mình ở đây rất lâu. Hóa ra là con trai trùm Mai Thúy Ấn Độ đang đi chơi với bạn thì bị bắt cóc bởi hai tên cảnh sát tham nhũng, đàn em của trùm Mai Thúy đối lập Amir và được chuyển đến Dhaka, thủ đô của Bangladesh. Chúng yêu cầu số tiền chuộc khổng lồ, nhưng làm nhục trùm ma tóe Ovi mới là mục đích thực sự của Amir. Công việc của lính đánh thuê là có tiền thì làm việc và nhiệm vụ lần này là phải giải cứu được Mahajan trong vòng 16 giờ. Ok, tôi nhận nhiệm vụ. Tyler vui vẻ đồng ý khiến Nick ngạc nhiên. Cô ta biết Tyler muốn dùng cách chiến đấu để giảm bớt nỗi đau mất con. Sau đó, Tyler đến đường phố Dhaka theo đúng kế hoạch. Tyler đang chờ gặp kẻ bắt cóc thì ngay lập tức bị bắt đi. Bọn chúng đi xe Mitsubishi Delica L300 và lái về phía trung tâm thành phố. Trong một tòa nhà, Tyler nhân cơ hội quan sát cách triển khai của những người trong này, sau đó trực tiếp giật lấy thuốc lá của kẻ bắt cóc. Kẻ bắt cóc lo lắng liền cầm súng lên, sẵn sàng vào việc, và điều này làm cho Tyler thấy rõ vũ khí của kẻ địch có gì, bố trí ra sao. Sau khi xác nhận địa điểm nơi cậu bé đang bị giam giữ, Tyler được hai kẻ bắt cóc áp giải xuống tầng dưới để lấy tiền. Đúng lúc này, kẻ bắt cóc bất ngờ bị bắn thấu xương. Thấy vậy, Tyler lập tức khống chế đối phương, khẩu súng chĩa thẳng và anh ta bị đẩy về phía cầu thang. Người nổ súng là đồng đội của Tyler, Kaitan. Tyler ở phía bên kia đánh mạnh kẻ bắt cóc xuống đất, làm anh ta nghẹt thở bằng một đòn tấn công judo. Ngay sau đó, Tyler gõ cửa và chuẩn bị bước vào. Một tên bám vào cửa để kiểm tra tình hình thì nào ngờ bị bem bởi hai phát súng trực tiếp. Sau khi đá vào cửa, Tyler ngay lập tức hóa vàng bọn côn đồ, rồi anh quay sang dùng súng chặn lại. Cùng lúc đó ở phía bên kia, bọn bắt cóc nghe tiếng súng lập tức chuẩn bị tiếp viện, và Gaetan ngay lập tức sử dụng súng bắn tỉa Remington 700 BSCS để tiêu diệt từng người một, đảm bảo sơ tán an toàn cho Tyler. Nhưng vẫn có nhiều kẻ bắt cóc khác xông vào tòa nhà tấn công Tyler. Tyler vốn có thị lực tốt và đôi tay nhanh nhẹn, ngay lập tức nằm xuống, tận dụng đôi chân dài của mình để hạ gục kẻ thù. Sau đó, một cú quét thấp khác của anh cũng đã hạ gục một kẻ thù khác. Quả nhiên thực lực của Tyler khiến bọn bắt cóc khó lòng theo kịp. Cái lon anh ngẫu nhiên nhặt lên thậm chí còn áp đảo hơn. Với kỹ năng chiến đấu tuyệt vời của anh thì những kẻ bắt cóc trong phòng nhanh chóng bị tiêu diệt. Tyler vội cầm súng trường tấn công M700A của Nam Tư rồi dắt cậu bé Mahajan chạy ra ngoài tòa nhà, và ở góc kia có đậu chiếc Mercedes-Benz E-Class V211 thế hệ thứ 3. Ngay sau đó, cả hai đã đến ngoại ô Data. Tyler ngay lập tức khoác lên mình chiếc áo giáp chiến thuật LBT-6094 và khẩu súng trường BCMCQB-11KMAA. Sau đó thì anh lại cho Mahajan mặc bộ áo giáp TACTEC và lập tức lấy điện thoại di động Google Pixel 2 ra quay, khai báo họ tên, nhanh lên, họ Ovi, tên Mahajan, ngày sinh 11 tháng 1 năm 2005. Tiếp tục hành động cứu viện, cả hai nhanh chóng đi vào rừng, chạy đến bến tàu cách đó 2,1 km, và con tàu neo đậu ở đó chính là điểm tiếp ứng đầu tiên của Tyler. Và đúng lúc đó vấn đề nảy sinh, phía bố cậu bé không chuyển tiếp khoản tiền còn lại như đã thỏa thuận. Nick Link cảm rằng mình đang bị lừa, ngay lập tức bảo Tyler hãy ở yên tại chỗ. Cùng lúc đó, đám cảnh sát bị Amir mua chuộc ở Dhaka cũng lái hai chiếc tàu đi thẳng tới điểm tiếp ứng và nhanh chóng lên tàu để kiểm tra. Ở một diễn biến khác, tay bắn tỉa Gaetan đã đột nhập vào điểm tiếp ứng trước. Khi chuẩn bị lên tàu để kiểm tra tình hình thì anh đã bị bắn một phát từ đằng sau, và người đột kích anh lại là một kẻ mặc áo đen không rõ lai lịch. Đối mặt với người mặc đồ đen trong bóng tối, Tyler đành lặng lẽ quan sát rồi hành động. Tyler sau đó nghe thấy một tiếng động lạ và ngay lập tức gọi cậu bé rút lui, nhưng vì dắt theo cậu bé nên Tyler nhanh chóng bị đuổi theo và bị bắn bởi súng tiểu liên UMP-45. Người mặc đồ đen bước vào trận chiến đã lộ rõ bộ mặt thật, thì ra người này chính là quản gia của cậu bé, Saju. Người bố trùm ma tóe của cậu bé bị bỏ tù, thế là Saju trở thành người giám hộ tạm thời của cậu bé. Vụ bắt cóc con trai khiến Ovi tức giận. Xin ngài đừng như vậy, mày muốn để con trai mày sống được đến sinh nhật sau không? Nếu vậy thì phải cứu con tao về đây. Nhưng toàn bộ quỹ của trùm ma tóe đã bị đóng băng. Saju vì con trai mình nên đành phải dùng kế sách này. Anh ta định lợi dụng đại đội lính đánh thuê để giải cứu cậu bé, rồi khi được nửa chặng đường thì sẽ không trả tiền nữa. Sau đó, dưới sự yểm trợ của việc Tyler ném lựu đạn M26 ra, cả hai đã quay trở lại xe thành công. Nhưng đúng lúc Tyler đang lái xe thì cảnh sát Dhaka cũng đuổi theo để vây họ lại. Tyler cầm một khẩu súng lục ra, chuẩn bị tác chiến một mình với đám cảnh sát đặc nhiệm ở Bangladesh. Anh đột nhiên điều khiển họng súng AKMS và nhanh chóng xử gọn hai người gần nhất. Sau khi dứt khoát đấm xuyên qua đùi bọn chúng thì ngay lập tức quay lại và hạ gục kẻ địch đang chuẩn bị tấn công bằng hai phát súng. Trong vòng vây, kẻ địch Tyler hạ gục thành công ngoài mong đợi, và rồi anh lại nhân cơ hội này hóa vàng người tiếp theo. Và rồi lát sau thì lại có người khác chạy đến, làm cho Mahajan sợ tụt quần. Tuy nhiên, đối mặt với cảnh sát đặc nhiệm đuổi kịp sau đó, cậu bé có khả năng chiến đấu gần như bằng không, nhanh chóng bị tóm gọn. Nhưng lúc này anh ta lại quá bất cẩn, anh ta đã bị Tyler hóa vàng
sàng khi ra ngoài đuổi theo. Ngay sau đó, kẻ địch chạy tới cuối hành lang, Tyler lập tức tránh né, rồi lại tiếp tục tiến lên. Tyler ngay lập tức tránh được làn đạn của kẻ thù và phản công. Sự nhanh nhẹn của Tyler làm cho cảnh sát đặc nhiệm cũng không có cơ hội chiếm thế. Nhưng trong cuộc hỗn chiến, một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm đã nằm xuống và thiệt mạng. Sau khi bắn súng lục, hộp tiếp đạn không thể đẩy ra khỏi buồng. Việc dừng chu kỳ đạn khiến súng lục bị hỏng cơ học. Sau khi nạp đạn thì có thể tiếp tục bắn. Sau đó cả hai phải sơ tán lên nóc tòa nhà. Lúc này cảnh sát Daka đã dùng cả trực thăng để đuổi đến đây. Cậu bé có tin chú không? Không ạ. Thôi được rồi, nhảy qua đó đi. Nào, 1, 2. Đúng lúc này, quản gia của cậu bé Saju gặp lại Tyler. Sau khi khẩu súng đầu tiên của Saju bị ném đi thì hắn lấy luôn khẩu thứ hai ra. Nhưng Tyler vẫn tóm được và chĩa súng vào khiến anh ta mất tiêu điểm. Ngay sau cú ra đòn của Saju, Tyler đã phải ép thân của khẩu súng lục SK-45C về phía sau. Lực mạnh của Tyler khiến cả hai ngã nặng. Rõ ràng cả hai đều có triệu chứng chấn động nhẹ. Nhưng đối mặt với một trận chiến sinh tử thì hai người phải dựa vào ý chí của mình để tiếp tục chiến đấu. Trong trận chiến tay đôi sau đó, Saju khao khát muốn giáng cho Tyler một đòn chí mạng. Nhưng đối mặt với Tyler mặc áo giáp, cách tấn công của Saju đã trở nên vô dụng. Điều này cũng cho Tyler hiểu về nước đi của đối thủ. Và sau đó anh phòng thủ hoàn hảo quay sang tấn công Saju. Ngay khi Saju muốn dùng một phát súng để kết liễu Tyler thì đột nhiên tiếng hét của cậu bé vang lên gần đó. Sau đó Saju quay lại tìm cậu bé, thấy được cậu bé, Saju lập tức bắn liên tiếp 3 phát hạ gục cảnh sát đặc nhiệm. Và ngay khi Saju chuẩn bị rời đi cùng Mahajan thì việc ngoài ý muốn lại xảy ra. Tyler sau đó lái chiếc xe tải nhanh chóng đưa Mahajan rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này thì trực thăng của cảnh sát Daka đã bay ở trên đầu họ. Cựu binh Tyler nhìn thấy cầu vượt phía trước thì liền nghĩ ra biện pháp đối phó. Ok, chú đếm đến 3, cháu nhảy ra khỏi xe, hiểu chưa? Gì cơ ạ? 1, 2. Khói từ vụ nổ che chắn thành công cho cả hai để trốn thoát. Tối đến, Tyler bị thương nặng đưa cậu bé đi tìm con xe Toyota Hiace. Mục đích của việc chọc lỗ khóa bằng thuốc Nervit là để phá hủy cơ cấu ngăn chặn trong trụ khóa. Điều này sẽ cho phép xi lanh khóa quay và khởi động xe. Đúng lúc này, một chiếc xe máy gầm lên lao thẳng về phía hai người họ. Thấy vậy, Tyler vội vàng nhảy ra khỏi xe. Sau đó Tyler cởi dây đeo và nhặt một thanh thép lên, nhắm vào chiếc xe máy đang quay đầu và tông thẳng vào phanh khiến người điều khiển bị lật nhào. Sau đó Tyler mới phát hiện ra kẻ tấn công là một đứa trẻ bị Amir mua chuộc. Còn chưa kịp chuẩn bị thì vài đứa trẻ khác được trang bị súng trường AKS lại bắn đạn vào anh. Tyler không có súng, lập tức trốn sau xe. Sau đó, anh ném hai quả lựu đạn khói An M83 để chặn tầm nhìn. Mục đích là để cận chiến với đám trẻ này. Không cần phải nói thì cũng biết người thắng cuối cùng là ai. Lũ nhóc con, đúng lúc đó tiếng súng vừa rồi đã thu hút cảnh sát ở gần đây. Tyler và cậu bé không còn cách nào khác là phải chui xuống cái cống hôi hám để trốn tránh bị bắt. Sau khi liên lạc với Nick ở trụ sở lính đánh thuê thì Nick đã liên lạc với một cựu thành viên, Gaspar, lái chiếc Toyota Prado đến đón Tyler. Tuy nhiên, ngay sau khi Tyler trải qua vài ngày yên bình thì thấy Gaspar có ý đồ xấu với Mahajan. Anh biết đứa trẻ đó đáng giá bao nhiêu tiền không? Giao nó cho đám thợ săn thì sẽ được 10 triệu đô đấy. Đối mặt với sự cám dỗ của tiền bạc và hiện thân của công lý thì đương nhiên một trong hai người sẽ có người sống, kẻ hẹo. Mặc dù bị thương nhưng Tyler vẫn là người chiếm thế hơn nhiều. Sau sai sót, Gaspar lập tức sử dụng kỹ năng bắn súng của mình để phản công, đẩy Tyler ngã xuống đất. Đúng lúc Gaspar chuẩn bị đem Tyler thì đột nhiên hắn ta ngừng cử động. Thì ra Mahajan đã nhặt khẩu súng rơi ở dưới đất lên bắn vào Gaspar. Chú biết là không nên, xin lỗi nhưng mà... Ngày hôm sau, Tyler cuối cùng cũng được trực thăng của Nick tiếp ứng, nhưng anh phải băng qua cầu Sultanakana, nơi bị cảnh sát và quân đội Daka chặn lại, để đến vùng ngoại ô Daka. Hai người chuẩn bị lên đường thì gặp lại Saju, người muốn giải cứu cậu bé và bảo vệ gia đình. Sau đó hai người cùng chí hướng lập tức lựa chọn thành lập liên minh, cùng nhau hộ tống cậu bé ra khỏi thành phố an toàn. Từ giờ, trận chiến cuối cùng của bộ phim bắt đầu. Đây là trận chiến giải cứu cuối cùng ngày hôm nay. Tyler, lính đánh thuê mạnh nhất, dẫn đầu nắm giữ một khẩu súng phóng lựu M79, triển khai cuộc tấn công ác liệt vào quân đội Bangladesh từ tầm cao. Sau đó chuyển sang dùng súng trường DBM-41 14,5 inch do công ty quốc phòng Daniel sản xuất, bắn dữ dội vào kẻ thù ở chế độ hoàn toàn tự động. Mục đích chính là tấn công các trạm kiểm soát của quân đội, áp đảo kẻ thù và tạo ra sự hỗn loạn. Saju ở phía bên kia đã nhân cơ hội lái chiếc SUV Toyota Prado thế hệ thứ 3 cùng cậu bé hướng tới cầu Sultanakana và đã thành công. Quân đội Bangladesh phản ứng ngay lập tức, họ ngay lập tức truyền lệnh bằng cơ thể và nhanh chóng bắt đầu chống trả Tyler với khẩu súng trường tấn công AKM. Cùng lúc đó, một tay súng cầm súng phóng tên lửa Type-69 do Trung Quốc sản xuất đã lập tức bắn một quả đạn xuyên giáp có sức nổ cao khiến Tyler phải hét lên. Không đợi phản ứng, hai người lính đã lên đến tầng 3. Một bên kia, Nick đã dẫn đầu đội lính đánh thuê đến điểm tiếp ứng tiếp theo. Lúc này, Saju đã đến trạm kiểm soát cầu một cách suôn sẻ. Ngay khi hai người họ chuẩn bị vượt qua thì có một sĩ quan đã phát hiện ra, gọi họ lại. Đối mặt với sự thẩm vấn, Saju giả vờ vâng lời, tránh gây khó chịu cho kẻ thù. Sau đó anh quan sát vị trí của địch và nổ súng dứt khoát, hạ gục ba người một lúc. Vụ nổ súng trên đường lập tức gây hoảng loạn. Saju ngay lập tức trốn sau một chiếc xe tải, kéo súng ống lồng của tiểu liên MP5SD6 ra xa để bắn chính xác. Sau đó anh dứt khoát lao ra,
khiến kẻ địch mất cảnh giác khi đang chiến đấu và bỏ chạy. Sau khi đến chỗ đã ngắm, Saju bắn hạ tất cả kẻ thù đang đến, rồi anh lợi dụng khoảng trống ở vật cản quyết liệt tấn công kẻ thù từ tầm cao chỉ huy. Tiếp đến, anh lấy ra một quả lựu đạn M26 và ném ngay đi. Lợi dụng lúc quả lựu đạn nổ thì Saju chạy nhanh về chỗ của Mahajan. Sau đó Saju và cậu bé nhanh chóng chạy sang đầu bên kia cầu, và ngay lúc đó Amir ở phía xa dùng kính thiên văn dòng DX3 DMSD phát hiện có điều gì đó không ổn. Hắn ngay lập tức bảo cảnh sát trưởng cử cảnh sát đặc nhiệm đến bao vây Saju từ phía bên kia. Chiếc trực thăng Bell 412 EP này chở nhiều cảnh sát đặc nhiệm, mục đích là để Saju và cậu bé rơi vào thảm cảnh. Để tấn công trước, Saju lao ra bắn vào các sĩ quan cảnh sát trên trực thăng, và phía cảnh sát sau khi phản ứng lại được thì cùng dùng hỏa lực để đáp trả. Saju bất lực chỉ có thể né nhanh nhất có thể. Sau đó cảnh sát đặc nhiệm trên trực thăng nhảy dù thẳng xuống cây cầu trước mặt Saju. Lúc này Saju đã bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan từ hai phía. Tyler phía cầu bên này cần anh cứu viện, và Tyler đột nhiên từ cầu thang bên cạnh đi tới. Anh tấn công bất ngờ và khiến kẻ địch mất cảnh giác, liên tiếp làm một loạt người phải nằm xuống. Đúng lúc Tyler chuẩn bị đột nhập lần nữa thì gặp phải xe bọc thép của địch. Đối mặt với súng PKM phun hỏa lực thì anh chỉ đành ba chân bốn cẳng né, chạy đến cửa hàng gần nhất để tự vệ. Sau đó, kẻ địch trên xe bọc thép bắt đầu tiến vào trong để tìm kiếm Tyler, và Tyler ngay lập tức ném bom khiến mọi người tạm thời không thấy được gì và mất kiểm soát. Lúc này, Nick từ đầu cầu bên kia đã nhanh chóng tới nơi và nhanh chóng ra khỏi xe và hóa vàng một vài binh sĩ. Đối mặt với chiếc trực thăng đang bay trên cao, Nick liền vác lên vai bệ phóng tên lửa Type-69, nhắm và bắn trong một lần. Chiếc trực thăng bị bắn trúng bình nhiên liệu trung tâm phía sau cabin lập tức biến thành quả cầu lửa và rơi xuống mặt cầu. Trên cầu lúc này, cảnh sát đặc nhiệm đang sử dụng hỏa lực trung tâm để trấn áp cả hai bên. Chiến thuật tiến công nhanh khiến Saju rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, anh đành tìm cơ hội sống sót bằng cách vừa chiến đấu vừa rút lui. Cùng lúc đó ở phía bên kia, Tyler vượt qua nhiều trở ngại và cuối cùng cũng đến được cầu. Mọi sự chú ý của anh đổ dồn vào các cảnh sát đặc nhiệm, nhưng vì tấn công quá nhanh nên vẫn còn để sót vài tên. Hậu quả là Tyler cũng rơi vào tình trạng bị hai bên vây quanh. Sau khi nhanh chóng thay băng đạn thì anh hít một hơi thật sâu, quyết định tiếp tục chiến đấu. Trung tâm cầu lúc này, Saju đã bắt đầu cận chiến với cảnh sát, nhưng anh ta kiệt sức và bị mất thế chủ động. Vừa mới rút khẩu súng lục SK-45C và đánh bại một người thì lại có người khác lao đến. Sau đó kẻ địch lại cầm một khẩu AKM. Saju ngay lập tức điều khiển hướng súng của mình rồi rút con dao ra và đâm vào người kia, rồi dùng anh ta làm lá chắn. Sau đó thì tiếp tục lấy dao đâm vào người sau. Tuy nhiên, đúng lúc Saju chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thì anh đã bị bắn trúng đầu, và kẻ đã bắn tỉa anh chính là cảnh sát trưởng với khẩu súng HKSL-81. Sau đó, ông ta thậm chí còn trực tiếp phân công lính đánh thuê chịu trách nhiệm tiếp ứng. Phi công phụ của trực thăng thiệt mạng chỉ sau một phát đạn. Gặp phải tình huống như vậy, trực thăng phải lựa chọn tạm dừng hạ cánh. Lúc này, Nick nhìn ra tình hình, lập tức dùng bánh xe làm vỏ bọc, thiết lập súng trường chính xác cao FNSCAR-17S để tìm người bắn tỉa của kẻ thù. Ngay khi cảnh sát trưởng ngắm chuẩn và bắn trúng Tyler thì ông ta cũng bị Nick cho một phát vào đầu. Ngay sau đó, đám lính đánh thuê nhanh chóng lao về phía trước tiếp ứng cho Tyler. Lúc này, Tyler cho rằng mình sẽ không hẹo sớm thế đâu. Anh dặn dò Mahajan nhanh chóng chạy về phía trực thăng, còn anh thì cố gắng hết sức để đứng dậy lần nữa, chiến đấu đến cùng với kẻ địch. Sau đó, Tyler quyết định lần này không hẹo, rồi anh quay lại và chuẩn bị sơ tán thì nào ngờ cuộc đời lại trêu đùa anh. Cuối cùng, khi thấy Mahajan đã an toàn đứng bên Nick thì Tyler cảm thấy nhẹ nhõm hơn, quyết định rơi xuống sông. Bộ phim đến đây là kết thúc, xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Bye bye!